tôi ta luôn thiên hành trao chuyện về mô phi công và mô phang chủ nhỏ ô sa mạc bắt tao trong bạn sa mạc công trình bao lộ mệt chài mệt chài mệt chói sang kẹo kết trái hùng ngốc nô cô mô phi mà máy bay của ông đã rồi một mình và ông bận rộn để sống sót hoang mặc mày hoang mặc ngắt nghét xa mặc thì mô phích lan tàn qua xa mặc hoặc khó khó và kết suốt ung mắt là mắt mô quán cần là chỉ là tôi là một nhúng về đứng ồ xa xa ăn tay lại rút về một rút về mày tóc vàng và tôi mét xoăn lá lộn ông nắn là tôi là chỗ vệ một chỗ vệ tôi ta tục tôn tiếng Hàn vàng trên biển tốc lái trên biển trong vùng sa mạc bao la nỗi mệt trời trước sang mát mẻ sang mát mẻ và cắt kiều dài không ngốt có một phi công mà máy bay của ông ta rồi bỏ mình và bị mắc kẹt mặc hết phòng ban luôn để trong sốt chung là phòng mặc và các nghiện chỉ biết con lang trăng qua sa mắc khát khao và cái sức ông bà thấy một căn quả ra kia là mỗi hình bóng người vẽ đúng là ở xa xa thì ông thêm lại ông nhắn là đó là một chùa vẽ mặc trang phục
Hôm giờ tôi mai thúc loan và đôi mắt sáng lạ luôn sống.